tiếp tục qua việc anh chị ơi. Căn nhà này đang cần bán lắm quý anh chị ạ, nên là giá bây giờ đang giảm nhưng mà vẫn còn thương lượng. Mà anh chị nào thiện chí quan tâm là mình muốn gặp trực tiếp chủ cũng được, mà muốn đàm phán qua em Hải cũng được, cứ trả giá nhá, thuận mua vừa bán. Ở nhà mua nhà thời điểm này giá rẻ mà quý anh chị. Ở đây thì gần Vincom Di An, gần ngã tư 550 anh chị ạ. Nhà mình nằm trong khu dân cư đẹp luôn. À đây, quý anh chị thấy cái chung cư đó không? Chung cư xanh xanh đó quý anh chị. Đây lại đó 500m nha. 500m là Vincom Di An, ngã tư 550 là 500m thôi. Đó. Thì nhà của mình là gần Vincom, gần ngã tư 550 anh chị ạ. Căn này căn 2 tầng lầu rồi này. 2 lầu 1 trệt quý anh chị. Nhà này xây mới chưa ai ở nhá, mới 100% quý anh chị nha. Nhà nằm trong khu dân cư nha. Đường rải nhựa, vỉa hè, cây xanh đầy đủ hết quý anh chị. À, hàng xóm mình ở cũng khá là nhiều rồi quý anh chị nhá. Trong đây toàn nhà lầu không à. Đó, toàn nhà 2 lầu. Ở đây là nhà người ta xây 2 lầu hết quý anh chị ơi. À, nhà mình 2 tầng lầu đó. Căn này đây chỉ lại cho anh chị mình xem. À, sổ sách giấy tờ đầy đủ hết anh chị. Em Hải là review là nhà là sổ sách giấy tờ đầy đủ anh chị nhá. Anh chị yên tâm. À, em chỉ nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận tìm nhà đất. À, tất cả các bất động sản của bên em nó có sổ hồng quý anh chị nhá. À, mua bán chuyển nhượng sang tên luôn chứ bên em không có làm sổ chung, nên anh chị yên tâm nhá. Còn căn nhà này thì trong khu dân cư, nhà đẹp, nhà xây mới. À, căn này là pháp lý là chuẩn chỉ, mua là công chứng ngay được luôn. Nếu anh chị mình muốn có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho toàn thể anh chị, nếu mình mua nhà mình còn thiếu ngân hàng, thiếu tiền thì bên em có ngân hàng hỗ trợ cho anh chị mình. Hiện tại bây giờ cập nhật lãi suất tháng 9 năm 2023 là hiện tại bây giờ là ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Vietcombank ưu đãi năm đầu là 7,5% anh chị nhá. Đó, lãi suất tốt luôn, không phải mua bảo hiểm. Em Hải quen bên ngân hàng nên là anh chị nào cần thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình nhá. Đó, hỗ trợ anh chị mình hết mức ha, tốt nhất có thể, kể cả từ vấn đề vay ngân hàng và từ vấn đề giá cả chính chủ, vỉa hè này quý chị. Đó, 3m vỉa hè đẹp nhá. Ở nhà này là xây mới, chưa ai ở, chưa sử dụng anh chị nhá. Căn nào mà nhà cũ thì em sẽ báo nhà cũ, căn nào nhà mới thì báo cho anh chị mình là nhà mới nhá. Đó, thì căn này là mới hẳn 100%, chưa ai ở. Đó, nhà này là được thiết kế và xây dựng với diện tích đất là 66m vuông anh chị, là thổ cư hết. Ở trong đây là khu dân cư nên thổ cư hết, nên người ta xây hết đất luôn. Đó, xây full hết đất quý anh chị nha. Đây, em đang có mặt và ghi hình cho anh chị mình khu vực sân xe và khu vực phòng khách nối dài. Bên trong đó là phòng khách quý anh chị, còn chỗ này là sân mình để xe này. Chỗ này mình để ô tô 4 chỗ thì ok, còn để xe máy thoải mái quý anh chị nhá. Còn không thì mình để ở phía ngoài, tại vì khu dân cư đa số người ta sẽ để ở phía ngoài. Đó. Em quay chi tiết cho toàn thể anh chị mình xem. Anh chị nào ở xa mình chưa có thời gian đi xem á, đăng ký kênh của em Hải á, mình xem quý anh chị nhá. Em Hải đưa thông tin là đầy đủ từ vị trí, thông tin giá cả nhà như thế nào em sẽ thông báo hết trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản cho toàn thể anh chị mình tham khảo, nhất là nhiều anh chị ở xa mình chưa có thời gian để mình đi xem. Đó, thì nhà này là xây mới hết quý anh chị nhá. Căn này thì rẻ, căn này nếu mà nói đúng ra là hiện tại bây giờ cái trong cái khu dân cư này là nó rẻ nhất luôn, rẻ 100% luôn quý anh chị nhá, rẻ nhất, không có căn nào rẻ hơn căn này đâu. 4.3 tỷ mà còn thương lượng là rẻ nhất rồi. Đó, còn giá chung chung quý anh chị nhá, em đang nói giá chung nhá, giá chung ở trong đây là khoảng 5 tỷ một căn, tại vì nhà gần Vincom Di An mà. Nhà tại phường Tân Đông Hiệp, gần Vincom, gần ngã tư 550. Chỗ này mà xuống chợ đầu mối nông sản Thủ Đức á quý anh chị. Chợ nông sản Thủ Đức á, chỗ cầu vượt Gò Dưa á, 5km anh chị nhá. Đó, phòng khách cho mình đây này. Đó, ngoài đó mình sân đó mình để xe máy thoải mái, còn để ô tô 4 chỗ ok nha quý anh chị nhá. Nhà ngang 4 và dài 16m rưỡi, tổng là 66m và full hết thổ cư đó quý anh chị. Nhà mình hướng Tây Bắc, dành cho anh chị nào Tây Tứ Trạch, dành cho anh chị nào mình chọn hướng thì đây là một căn nhà Tây Tứ Trạch quý anh chị nhá. Bếp ăn nhà mình đây. Nhà bếp đây. Đấy. Cầu thang xíu em lên trên anh chị mình xem. Ở sau đây là sẽ có khu vực giếng trời và nhà vệ sinh ở phía cuối quý anh chị. Đây, ở giếng trời lên phía trên đó nè. Đây này, nhà vệ sinh này. Rất nhiều anh chị đã đăng ký kênh của em Hải á, thì anh chị cũng đã đi xem nhà, xem đất nhiều. Anh chị cũng biết rồi, nói chung thông tin em Hải đưa như thế nào, đưa như thế nào thì mình xuống thực tế nó là như vậy quý anh chị nhá. Căn này nhá, cách Vincom đúng 500m anh chị nhá. Bên em có sao nói vậy nhá. Đó, nói là phải đúng, thông tin nó phải đúng. Nếu mà anh chị mà muốn đi xem căn nhà này á, thì cứ alo cho em Hải ở ngay Vincom Di An, em đón anh chị nhá. Dẫn anh chị qua đây 500m này là tới luôn, ngay luôn, ngay bên Vincom Di An mà. Nhà ở đâu nói ở đó, để cho anh chị mình nhá. Anh chị nào mà đang cần tìm nhà ở khu vực nào thì anh chị sẽ biết, và anh chị nào thấy phù hợp thì anh chị sẽ gọi cho em Hải nhá. Rồi, lầu 1. Em đang ghi hình lầu 1 để cho anh chị mình tham khảo nhá. Lầu 1 sẽ có 2 phòng ngủ và có một cái phòng ngủ này ở phía trước này, to lắm luôn quý anh chị này, rộng lớn nhá. Cái cửa nhà mình là làm bằng gỗ sồi Nga quý anh chị nhá. Đây, là một gỗ sồi đẹp luôn. Phòng ngủ phía trước này. Cái này gạch dán gạch giả gỗ, gạch bóng kiếng quý anh chị. Đi ống đồng sẵn này. Đây quý anh chị. Có một cái ban công ở phía trước đó quý anh chị ha. Đây này.
Vân Công đây lầu 1 nha, chỗ này vẫn đang lầu 1 nha. Đó, quay luôn hàng xóm cho anh chị mình xem. Khu này ở nhiều lắm rồi. Nhà hướng Tây Bắc anh chị ơi. Đây, mình xem lại cái phòng ngủ số 1 này, cái rồi em di chuyển sang bên kia. Có cái tủ đồ áo đó quý anh chị. Cái phòng ngủ này thì to, rõ to luôn quý anh chị ạ. Đấy, rộng rãi thoải mái anh chị nhá. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải để theo dõi những video tiếp theo. Em có nhiều nhà đất lắm. Nói chung nhà đất thì nhiều quý anh chị ạ. Quan trọng là anh chị nào có phù hợp với căn nào thì gọi em căn đó nha. Đấy, nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh kết hợp nhà tắm này anh chị. Có vách tắm đứng này, là bô bồn cầu gương soi đầy đủ này, một cây sen thuyền mình tắm này. Rồi, phía sau đây một cái phòng ngủ số 2. Đấy, phòng ngủ số 2 ở lầu 1 này. Phòng ngủ này thì có cái nhà vệ sinh ở bên trong anh chị nhá. Đây, phòng ngủ này có nhà vệ sinh này. Với lại phòng ngủ này là có cái cửa sổ này, cái giếng trời hồi nãy ở phía dưới em quay cho anh chị mình lên này, nó thông lên đây này, nó mở cửa sổ mát lắm. Căn này 66m, em xin nhắc lại thổ cư hết sổ sách đầy đủ hết. Bên em mua bán là tất cả bất động sản bên em là pháp lý rõ ràng. Sổ hồng riêng hết nha anh chị nhá. Thì em đang ghi hình cho anh chị mình căn nhà ngay Vincom gì nha, 500m. Ngay từ 550, 500m gần các khu công nghiệp Sóng Thần, gần thành phố Thủ Đức 5km. Đấy. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức anh chị. Rồi, lầu 2. Sân đặt phơi đồ, nhà vệ sinh. Cái lối này để mình lên trên nóc nhà của anh chị nha. Nhà mình 2 lầu và đúc 3 tấm đó quý anh chị. Đây sân phơi nhà mình nè. Đó, giặt phơi đồ cho đây quý anh chị nha. Nhà vệ sinh mình ơi quý anh chị ơi. Đây. Đấy. Rồi bên đây sẽ thêm một cái phòng ngủ và một phòng thờ. Phòng thờ phía trước là phòng ngủ. Vậy là tổng nhà mình có 3 phòng ngủ anh chị nha. 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ, một phòng thờ. Đấy. Có sân ô tô 4 chỗ. Phòng khách, nhà ăn đầy đủ hết. Có phòng thờ. Phòng thờ to luôn quý anh chị nhá. Làm phòng ngủ cũng được luôn. Rồi, nhà nằm trong khu dân cư phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, gần Vincom. Gần ngã tư 550, 500m thôi. Đó, 4 tỷ 3 thương lượng anh chị nhá. Anh chị muốn gặp chủ thương lượng thì alo em Hải, em dẫn chủ em hẹn chủ cho anh chị mình gặp. Còn không thì anh chị muốn trả giá nào, muốn mua giá nào cứ nói với em Hải. Em sẽ đàm phán hỗ trợ cho anh chị mình nhá, tốt nhất có thể anh chị nhá. Rồi. Nói chung anh chị xem được hết video của em Hải là em xin cảm ơn rồi. Còn mua bán được hay không thì có duyên nữa anh chị ạ. Không quan trọng lắm, bản thân em thì thoải mái. Nên là anh chị xem hết video của em là em cảm ơn rồi, chân thành. Xin chào toàn thể anh chị. Hẹn gặp anh chị trong những video mới, những video tiếp theo.